chia sẻ thêm về giải thưởng tài năng của em đi. Đây là một tiết mục em đã từng tham gia Tôi tại nghĩ một hơi cuộc thi buồn. trong nước, cũng được đánh giá cao, nhưng bản thân em tại cuộc thi đó không được đánh giá cao. Nhưng khi mang chính tài năng của mình ra thế giới thì lại được mọi người đón nhận và yêu thích, và thậm chí là họ sẵn sàng trao giải thưởng cho em ở cái tài năng đó của em, thì em nghĩ sao? Thì em cảm thấy vui rất là hạnh phúc, tại vì trong nước mình không được cuộc thi công nhận, nhưng mà mình vẫn được những khán giả yêu mến công nhận. Nhưng mình đem cái đó ra với thế giới thì người ta lại công nhận mình, thì cái điều đó khiến cho em rất là hạnh phúc và cảm thấy là chỉ cần mình cố gắng thôi thì người ta sẽ công nhận. Em có sợ người ta nói là em dùng lại một bài thi cũ ở một cuộc thi mới, tức là một cái đòn trả đũa cho mọi người nhìn thấy là à, nếu như mọi người không đón nhận tôi ở đây thì sẽ có một nơi khác đón nhận tôi không? Thật sự là em không có nghĩ gì hết, em không nghĩ về cái việc đó, tại vì cái bài thi cũ thì nó phù hợp với cuộc thi của mình, phù hợp với lại cái chủ đề của cuộc thi, và mọi thứ nó đều mang âm hưởng của người Việt Nam hết, cho nên là em thấy nó phù hợp và em mang nó đi thôi. Chứ thật sự là em đi thi thì em không nghĩ là mình trả đũa trả gì hết, tại vì nếu mà em đi thi, em thi một bài mới thì em vẫn thể hiện cái phần tài năng là nhảy của mình, thì em nghĩ người ta cũng sẽ công nhận thôi. Nếu mà giả sử như cuộc thi này mà không được giới thì em sẽ tính làm Đó sao? Thì mọi người biết là cuộc là thi một nó cái vấn đầu tư đề, rất nhiều. đó là một cái vấn đề nan giải, một cái điều mà em lo sợ, cái gốc mà em lo sợ mà khiến là em là thôi hay là mình không thi nữa, tại vì cũng có nhiều người nói là thôi hay là đừng có thi nữa, thì mình ở lại đây đi, thì mình dùng cái tiền đó để mình làm cái việc khác. Nhưng mà em rất là muốn thi, thật sự đi thi á, chỉ có tiền làm cho mình khó khăn thôi, chứ còn mà tâm huyết tất cả mọi thứ mình đã sẵn sàng hết rồi, giống như là tất cả những gì mình đã thể hiện mọi người đã thấy rồi, thì mình không có nghĩ, lúc đó là em nghĩ là mình không có được cái gì, tại vì khi bước vào cuộc thi là em nghĩ như vậy nè, chỉ cần mình cố gắng thôi, mình thấy người ta, tất cả mọi người thấy được sự cố gắng của mình, sự thể hiện của mình là đủ rồi, không cần tới cái giải thưởng. Chúng chia sẻ thêm cho mọi người hiểu là để tham gia cuộc thi Thuận Nguyễn phải chuẩn bị rất nhiều, nào là chi phí, lệ phí nộp cho cuộc thi để tham gia nè, từ trang phục, từ quần áo, từ chi phí đi lại, thì tất cả mọi thứ đều do một tay bạn ấy chuẩn bị, nó lên tới hàng trăm triệu chứ không là một con số nhỏ đâu. Và Thuận Nguyễn đã dành hết toàn bộ tiền dành dụm trong cả một năm của mình để tham gia vào cuộc thi này, thì đã gọi là cuộc thi mà không ai biết trước được điều gì cả, đặc biệt là khi Việt Nam đã giành quá nhiều giải thưởng cuộc thi này trước đây thì áp lực lại càng đè nặng lên vai của Thuận. Đã có nhiều lúc chúng nghĩ là có bao giờ mình sai không, khi mà mình thúc ép một người bạn thân của mình làm cái điều này, lỡ mà không có chuyện gì đi nữa thì mình sẽ cảm thấy rất là có lỗi. Tại vì nếu với như với một thí sinh khác, chúng chia sẻ là có rất nhiều thí sinh liên hệ để mong được làm Mr. Global Việt Nam, họ có nhiều điều kiện hơn, họ có nhiều trợ lực kinh tế hơn, nhưng chúng vẫn muốn là Thuận, tại vì chúng muốn là 25 tuổi là một con mốc khá đẹp trong cuộc đời. Chúng không muốn là sau này Thuận sẽ luyến tiếc là mình chưa có một cái gì đó gọi là ghi dấu. Thuận có nhiều giải thưởng về diễn xuất nhưng mà không có một giải thưởng nào đó để ghi nhận là Thuận là một người đẹp. Tại vì chúng nghĩ là cái ngoại hình của mình, cái đẹp của mình là cái cha sinh mẹ đẻ cho, thì mình ghi dấu cái đó tức là một cách mình đáp lại cái tình cảm của gia đình, đáp lại cái tình thương và cái sự sinh thành của cha mẹ, là con trân trọng cái hình hài cha mẹ cho con. Và đó là một cái dấu ấn để lại cả đời, và cả gia đình sẽ cùng truyền tụng nhau sau này là ừ, con trai tôi đẹp trai lắm. Tức là người bình dân người ta suy nghĩ rất đơn giản, người con trai rất là đẹp trai lắm mới đi thi thế giới, được cả thế giới yêu thương hay là được người nghĩ công nhận. Nên mà rất muốn bạn mình được thừa hưởng khoảnh khắc vinh quang đó. Khi mà Thuận trên sân khấu, mọi người biết không, ở chung với này chung rất là hồi hộp từng chút một, cứ mỗi lần công bố tên là hồi hộp, vì chung sợ, sợ có bất cứ vấn đề gì ra, sợ có bất cứ một sai lầm nào thì nó sẽ là cái tội của chung dành cho Thuận nữa, tại vì chung đôn thúc Thuận mỗi ngày và chung nhắc nhở mỗi ngày, và chung là hơn ai hết là người khao khát mang Thuận Nguyễn đến đó, thì mình mong là mình phải hỗ trợ bạn để bạn được một cái gì đó gọi là kỷ niệm với cuộc đời. Và may mắn chúng tôi đã làm được, không phải là thứ cao nhất nhưng chắc chắn là sẽ là kỷ niệm đẹp nhất, chung nghĩ là vậy. Em cũng thấy vậy, tại vì Thuận đã thấy đây là một cái kỷ niệm đẹp trước khi mà bước vào đêm chung kết rồi. Trước khi vào đêm chung kết thì em có đăng status, anh Trung có đọc đó, anh Trung nói là bây giờ anh thấy anh Trung nói đúng không? Tại vì mọi người biết không, khi mà mình bước ra thế giới, khi bước vào cuộc thi thì mọi người ở đó người ta cực kỳ quý mến mình, cực kỳ trân trọng mình, thì có thể là những cái điều mình cảm nhận là cuộc thi
có những cái không công bằng, nhưng tình cảm mà người ta dành cho mình với những gì mà mình cố gắng đó là thật, và mình trân trọng đó hơn là cái danh hiệu mình đang đeo. Và hơn nữa là cái lòng tin mà anh Trung dành cho em. Tại vì anh Trung tin em thì em mới bước vào cái cuộc thi. Tại vì như mọi người đã biết là Mr. Global ở Việt Nam thì không có cuộc thi tổ chức Mr. Global ở Việt Nam, thì còn phải cố gắng. Đó là một cái khó đối với mình nữa. Mình cố gắng làm sao là mình phải xứng đáng với cái danh hiệu đó. Tại vì trên tất cả các nước người ta đều tổ chức cuộc thi Mr. Global. Ai cũng tổ chức để chọn ra một người đại diện đi thi. Còn mình á thì được lòng tin của giám đốc ở Việt Nam gửi cho, và mình phải cố gắng sao đó mình đi thi là xứng đáng, đại diện Việt Nam là xứng đáng. Thôi bây giờ nói nhiều, bây giờ mình hãy làm một cái điều gì đó chứng minh đi. Mọi người có biết tại sao Thuận Nguyễn chiến thắng không? Sao là vậy? Tại vì Thuận Nguyễn đẹp, ok, mặt Thuận Nguyễn đẹp mình biết rồi đúng không? Và Thuận Nguyễn có một thứ rất đẹp nữa và khiến cho triệu triệu người mê, chắc là mọi người không nhớ, không quên được cái tấm hình mà Thuận Nguyễn thể hiện ở trong phòng thi đồ tắm. Một tấm hình rất rất đẹp. Và bây giờ chúng muốn ở đây Thuận sẽ thể hiện lại cái thần thái đó và cái nét đẹp đó cho tất cả mọi người. Tại vì đó là điều mới lạ mà một cái talk show chưa từng có. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm. Ở Thái Lan đã có rất nhiều chương trình như vậy. Tức là host sẽ được mục đích sở thị, tức là sẽ được chạm vào, mọi người hiểu không? Sẽ được chạm vào cái nét đẹp đó, cái đẹp mà mọi người khao khát đó. Thì hôm nay chúng sẽ là wow, chúng sẽ đóng giày bad boy để chạm vào cái điều đó. Anh Trung, mình là thân thiết với nhau, gì anh Trung nói bên ngoài, anh Trung hay anh Trung lại không mới đẹp. Bây giờ bắn tim nè, anh đang bắn tim, mọi người hãy bắn tim đi nè. Bây giờ mọi người hãy chuẩn bị bắn tim, thả tim đi, để chúng ta hãy xem là Thuận sẽ tái hiện lại thần thái trong cái tấm ảnh đẹp nhất của Thuận tại cuộc thi đó. Tấm hình mà được phải mấy chục ngàn khán giả trên toàn thế giới bình chọn, và tới mấy ngàn lượt chia sẻ và mấy ngàn lượt comment. Thật ra là nếu như chỉ cần một chút may mắn và không có sự tác động của kỹ thuật và công nghệ, Trung nghĩ Thuận đã là thí sinh yêu thích nhất. Và chúng ta không bàn sâu vì đó là chuyện của người ta, chiến lược của người ta. Dạ. Của nhiều đất nước. Khi chúng ta đã bước vào một cuộc chơi, chúng ta phải chấp nhận cái luật của nó. Và bây giờ là chuyện của em, hãy cho mọi người thấy nét đẹp của em đi nào. Tại vì người ta chỉ được xem trong hình thôi nè, và xem ở trên sân khấu rất xa. Và bây giờ là lúc em thể hiện thật sự. Wow, anh nghĩ là rất nhiều khán giả sẽ xem và họ sẽ chờ đợi. Anh nghĩ sau em show anh sẽ mời rất là nhiều. Anh sẽ chuyển thành chuyện đêm khuya chẳng hạn, để mà mời những chàng trai có cơ thể xấu muối tới đây để nói chuyện với anh, để anh có cơ hội được ghê quá anh Trung. Thế đó mọi người sẽ nhìn anh cái bất khác á. Em nghĩ là anh không ngại, không nên đâu nha anh Trung, em cũng không nên luôn đó nha anh. Anh không ngại, tại vì anh muốn là mình có một cái gì đó mới hơn cho khán giả. Anh nghĩ là rất nhiều khán giả họ muốn xem và họ muốn biết sự thật ở bên trong là như thế nào, bên trong lớp áo sơ mi phẳng phiu này nó là cái gì. Thì là cơ thể da thịt thôi chứ có gì thì đâu. Đúng rồi, thì chỉ là da thịt. Tại sao có thể đem da thịt cho cả thế giới cùng xem và không thể cho da thịt cho mọi người ở đây xem? Mọi người muốn xem thì mọi người xem lại cái bức ảnh đó đi. Không, đó chỉ là hình ảnh. Và đừng tìm cách từ chối. Nếu như bạn không làm thì bạn sẽ không rời khỏi đây được đâu. Làm cái khác được không? Ví dụ không, em, bây giờ mình em hát cũng được. Không, bây giờ, anh sẽ giúp em giữ cái này. Giờ mình sẽ làm từng bước một. Anh cẩn thận sẽ... với danh hiệu của em nha. Hả? Anh cẩn thận với danh hiệu của em. Đây là hai danh hiệu rất đẹp mọi người ạ. Nhiều khi chúng ta cống hiến cả đời chỉ để giành lấy những thứ này và để làm một kỷ niệm. Sau này chúng ta sẽ khoe với con cháu, khoe với lại vợ của Thuận chẳng hạn là ừ, em đang nằm kế bên Nam Vương đó. Hiểu không? Chỉ cần vậy thôi, hiểu không? Rồi bắt đầu. Em có thể đứng lên nếu như em muốn. Đừng ngại, hãy xem như mình đang đi thi đi. Rất nhiều khán giả đang chờ đợi. Ok. Anh Trung lại em nhớ mọi người trong cuộc thi quá, nhớ mọi người trong ekip quá. Wow. Đề nghị ekip dựng phim khi nào về thì nhớ gắn trái tim với lại ngôi sao trên đầu em như bắn 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 chiếu 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 em mới chịu nha. Mọi người đấy chưa đủ, phải thấy nhiều hơn kìa, rồi phải diễn giống như trong tấm hình nha. Đó chỉ là cái câu đúng rồi đó, chưa phải cởi áo ra đàng hoàng, không thể vậy được. Anh sẽ giúp anh chú đấy. Mọi người ơi, chỉ cần mình nghĩ thì cái trang phục cho nó phù hợp. Tạo dáng nhiều hơn chứ không kính này. Giờ tạo dáng liên tục này bạn sẽ có 30 giây. Cho Chung được phép đại diện các quý cô được chạm. Thiệt sự đó là cả một sự khổ luyện.
Và để có được một thân hình đẹp như vậy và để gìn giữ như vậy thì không phải là chuyện đơn giản. Có thể chia sẻ những khó khăn trong quá trình tập luyện của em không? Mọi người biết Thuận khó khăn như thế nào, cố gắng như thế nào thì mọi người hãy coi lại cái hình lúc mà Thuận thi bước nhảy Hoàng Vũ với lại cái bây giờ, tại vì hai cái nó hoàn toàn khác nhau luôn. Tại vì lúc thi bước nhảy Hoàng Vũ thì phải tập trung tập luyện rồi ăn uống, mình có ăn cỡ nào thì cũng không mập, mà cái phần da với phần xương nó sát vô với nhau, mặt thì hớp vô, mắt thì lồi ra, nhìn rất là xấu. Giai đoạn đó là giai đoạn khủng khiếp nhất của Thuận Nguyễn, khi mà Trung đến hậu trường bước như Hoàng Vũ để ủng hộ. Trung bước vào cho nó chứ, thôi chết rồi Thuận ơi, em đang rất ốm và em đang rất kinh. Trung nói thẳng với luôn mà, nhìn em rất kinh Thuận ơi, cái xương trán nó đưa ra nè, xong rồi con mắt nó đưa ra ngoài, em đang rất khủng khiếp, nếu em giữ cái hình ảnh này em sẽ không còn gì cả, nhìn em không khác gì một con quỷ. Cái rồi nó chứ bây giờ sao anh, ngày nào cũng tập từ sáng tới đêm em không có thời gian. Và thật sự Thuận chia sẻ với Trung là, mọi người nghe câu nào mọi người Trung hết hồn, đó là em không còn tiền để ăn. Anh Trung. Đó là cái điều mà thiệt sự tới giờ Trung nghe Trung nhắc lại Trung vẫn còn cảm thấy đau lòng, và đó là sự thật. Thuận không bao giờ nói dối với Trung cả, và Trung biết đó là thật. Là tại vì trong giai đoạn đó Thuận dành hết tất cả tiền bạc để đầu tư cho cuộc thi. Một bài dựng múa mọi người biết là nó lên tới vài chục triệu, chứ nó không đơn giản như gì mọi người vẫn thấy. Thuận phải đầu tư tiền cho bạn nhảy, cho quần áo, cho trang phục, cho tiết mục. Các bạn mới thấy là em nó tâm huyết với cuộc thi đó như thế nào. Dồn sức, dồn lực, cắm đầu cắm cổ để rồi có một cái kết bất ngờ, một cái kết thật sự bất ngờ cho Thuận. Khi mà Thuận khóc trên sân khấu, Trung thấy thương, tại vì Trung là người trong nghề đó rất lâu, Trung hiểu được là rồi sẽ có cái cảnh này, nhưng mà không ngờ là nó đến với em quá sớm. Và với một người mà họ có điều kiện hay là họ có nhiều kinh tế thì họ sẽ không cảm thấy đau như là những gì Thuận đã phải trải qua. Và Thuận rất rất buồn, thậm chí là sốc trong giai đoạn đó, phải mất một thời gian rất lâu để vực dậy tinh thần mọi người, phải an ủi và bên cạnh động viên rất nhiều. Thì ngay lúc đó thì anh Trung đã kêu Thuận tiếp nối cuộc thi Mr. Global năm 2016. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là bất mãn và mình không muốn thi. Thật sự là tất cả sau cái cuộc thi đó thì Thuận được tình cảm của mọi người rất là nhiều, được rất là nhiều game show mời, và lúc đó mình cảm thấy bất mãn. Đúng là dùng từ bất mãn và không muốn thi bất cứ thứ gì cả. Và anh Trung kêu mình đi thi, mình cũng không sẵn sàng đi thi luôn. Tại vì mình biết lúc đó mình quá, người mình quá là ghê, ốm nhom mà cũng không có chuẩn bị, không có cái gì để chuẩn bị hết. Tại vì tất cả những gì mình đã chuẩn bị để dành cho cuộc thi bước nhảy Hoàng Vũ hết rồi. Nhưng mà nhận được một cái kết như vậy và tôi cảm thấy rất là sốc. Và thật sự là khóc rất là nhiều. Khóc từ cái đêm hôm đó. Xong rồi mấy ngày hôm sau anh Trung gọi lại vẫn còn khóc. Vẫn còn khóc, cứ nhấc điện thoại lên mà nghe anh Trung hỏi em sao rồi, lỡ bắt đầu khóc, anh ơi em như vậy như thế này thế kia thế nọ. Cả đêm hôm đó Thuận khóc, cứ Trung nhắn tin, Trung gọi điện, Trung nhắn từ Facebook qua tới điện thoại tới gọi điện. Vì mình rất sợ, sợ cảm giác không chịu nổi cú sốc, vì hơn ai hết Trung đã từng ở bên cạnh Thuận trong suốt một cuộc thi, và Trung hiểu được là cái sự hy sinh của nó như thế nào, và cái sự cái chính vì cái sự đầu tư và cái sự tập trung quá mức của em, nó sẽ khiến cho em nó bị sốc khi có bất cứ một vấn đề gì xảy ra không như mong đợi. Đó là lý do tại sao khi mà ở đấu trường nhan sắc quốc tế lần này, lại một lần nữa Trung lại tiếp tục hồi hộp. Đứng ở dưới Trung cực kỳ hồi hộp, vì lỡ có chuyện gì Trung biết là em nó sẽ bước không qua. Tại vì không, nhưng mà lúc đó anh Trung phải tin em, tại vì sau cái cuộc thi bước nhảy Hoàng Vũ thì Thuận đã tự nhủ với lòng mình là sẽ không khóc nữa, mặc dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không khóc nữa, tại vì lúc đó sốc, khóc quá xấu, nhìn ghê quá nơi Ừ, coi hình khóc thiệt. trên sân khấu mà bù lúa bù la khóc khủng khiếp, mà lúc đó nó xấu nữa mọi người hiểu không, tức là nó đang rất một hình ảnh đã rất xấu rồi mà còn khóc, nó xấu nữa, nó xấu tàn nhẫn xấu vậy á. Mà mồ hôi mồ kê tóc tai rũ Trời ơi là rượi. trời, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy rất là tội thiệt sự. Khi mà Thuận nói với Trung cái câu đó, Trung không biết nói gì nữa luôn á, Thôi đừng nhắc em không còn tiền để ăn. nữa. Tội lắm mọi người ơi, thiệt á, nếu mọi người thương thì mọi người ủng hộ em đó. Bây giờ Trung Thôi nghĩ được là rồi. mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn dần, cuộc đời sẽ càng ngày càng tươi sáng. Cái danh hiệu lần này cũng như là cái sự yêu thương của khán giả trong thời gian vừa qua đối với Thuận, đó là một sự ủng hộ rất lớn. Chúng tôi chưa vấp phải một sự phản đối hay là một sự chê bai nào, mà chỉ toàn là những bình luận ủng hộ và yêu thương. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho Thuận Nguyễn trên con đường sự nghiệp.